Ok, xin chào mọi người nhé. Chào mọi người đã đến với channel của mình. Hôm nay mình lại quay trở lại với một tựa game mới trên kênh của mình. Thì đây là của game Don't Start Together. Đây là một tựa game sinh tồn khá phân ly trên máy tính, trên PC. Thì game hiện tại đang giảm giá trên Steam, còn 5-6 ngàn à. Như thế thì game này là mình sẽ phải sinh tồn và chiến đấu với rất nhiều con quái vật khác nhau. Game này thì mình cài mod cho nó dễ rồi. Mình cài cho nó dễ dễ đi khá là nhiều rồi. Cài mod với chỉnh cho dễ á, tại vì mình cũng mới tập chơi à. Mình chỉnh dễ để mình dễ chơi á. Ok, bây giờ mình đi kiếm vàng à. Mình đang thiếu vàng để chế một cái máy lạnh. Mình thật sự nếu mà chỉnh ấy thì con game này rất là khó để sinh tồn. Và nó rất là, nói chung là con game này thuộc dạng chai hát á. Mà mình sẽ để ý nè, ở đây có là thức ăn, nước uống, thức ăn, máu, rồi não nữa. Nếu mà mình bị tuột não thì mình sẽ bị ảo giác. Mình tuột não thì mình sẽ bị ảo giác. Ở đây có mấy con bò, nhiều bò á, không biết sao bắt bò nữa. Ủa, qua cho bò luôn. Về nhà thôi, trời sắp tối rồi. Con game này trời tối thì chúng ta phần phải có lửa nha, nếu không thì bọn quái vật sẽ ăn thịt mình mất, mình sẽ chết. Ủa, bò lớn. Cha trời tối à. Trời tối thì mình cần có lửa vậy nè, nếu không mình sẽ bị quái vật ăn thịt nha. Cái này dùng để làm gì ta? Mình có thể đánh con heo được không? Mình đang trên đường tìm vàng. Mình đang tìm vàng để mà chế cái cuộc thăng bằng. Chú heo, mình biết cách bắt heo à, mình chỉ biết cách bắt heo trong này thôi, còn bắt bò mình không biết. Bắt heo mình đút thịt cho nó ăn là xong rồi, còn bắt bò mình không biết. Vàng đây rồi. Nói chung mình nói tập chơi con game này sơ sơ à. Mình chưa biết chơi đâu.
mình nên mình chỉnh dễ ẹt à? Chơi dễ sống lắm nè, thịt đồ chóc chứ. Nè ha, mình mua cho nó ăn thịt, nó sẽ đi theo mình. I love when you be good. Thế là đi theo mình vậy thôi. Đơn giản không? Con này luôn, con này luôn, con này luôn. Thu phục già ba con mình dẫn nó đi đập đá. Ủa bậy. Ủa, cái này là gì đây? Nhìn có vẻ là quặng quý á. Con heo này chặt cây giúp mình được á. Kim cương, kim cương. Tuy nhiên là tối nó sẽ về nhà của nó ngủ. Ui, quá giật. Đá, 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 lụm đá, lụm đá. Anh nói thử coi, hai con heo không biết quánh lại nó không ta? Ê, đừng quánh tôi rồi nha. Cái trứng này là gì đây ta? Ây da, quánh cho một chết luôn kìa. Mình có chỉnh cái mod là nhập cái hồn ma nhập lại xác là sẽ hồi sinh. Cái chết luôn á. Còn 200 máu nữa. Đi thu phục vài con heo nữa là giết được nó. Dạ. Thôi tha tao đi. Đuổi xa lắm á. Đuổi hoài luôn kìa. Rồi đuổi hoài vậy luôn hả? Không tha luôn. Có đuổi mình hoài vậy hả? Con này nó đuổi mình hoài vậy đó hả anh em? Mình không biết con này nó đủ dai vậy luôn á.
Sao con bò không quánh nó gì trời. Đêm tới mày không về mày? Đêm tới nó không về luôn á. Đó, tôi thua rồi. Nè, nếu mà trời tối thì mình sẽ chết. Đó. Đi bắt heo giết cái con khốn này nó mới được. Hồi nãy là mình chỉ có một con heo, hai con mà quánh nó gần chết rồi. Heo đồ rồi, heo đồ hết rồi. Bò cái này khá là nhiều quá chứ. Linh đâu hết rồi ta? Dễ. Bò bò điên. Lụm cứt bò về làm phân bón cho cây. Linh của mình nãy rơi đâu hết rồi. Cứt bỏ. Đuôi heo. Cái đuôi heo về là để chế cái vũ khí của mình, vũ khí đuôi gà. Thôi đi về. Về chế cái máy lạnh để trữ đồ cái. Chín vàng. Về chế cái máy lạnh trữ đồ.
Đây có hai con heo nè, xíu mình bắt hai con heo để đi quánh lộn. Nhà của mình thì ở trên này. Mình phải đi kiếm tơ nhện nữa. Con game này khá là, nếu có chơi mình có thể chơi với bạn bè được nha. Con game này thì nó không có yêu cầu cấu hình gì, nói chung máy thế nào máy yếu cũng chơi được. Nó khá là fun đi á. Mình có thể khám phá cái thế giới này. Nói chung là nó khá là rộng lớn và nó rất là nhiều thứ để khám phá. Có rất là nhiều thứ để mình khám phá nha. Vườn dâu của mình thu hoạch được rồi nè. Berry chứ còn berry. Mật ong nè. Mấy cái đùi mình bị hư hết luôn. Rồi, mật ong mình sẽ cất ở đây. Ok. Mở quà. Được gì đấy? Gì? Đôi giày hả? À, đôi giày tuyết. Mình sẽ đi bắt mấy con heo về mình chặt cây ở nhà mình. Cây ở nhà mình trồng nhiều lắm. Vàng nè. Đấy nè. Ok, mình sẽ đi bắt hai con heo về làm đệ. Trước tiên là lấy mật ong. Cái này để làm gì ta? Là cái vũ khí của mình đó. Chứ không phải cái đồ gà đó. Vũ khí hình đồ gà chứ không phải là cái đồ gà đâu nha. Cái đồ gà ăn khác. Nhà hết rổ nè. Đi bắt mấy con heo về. Muốn có heo thì phải có thịt. Đuôi heo nè.
Trên này thiếu gì vậy thịt? Ôi ôi ở tới đuổi mình rồi, đông quá. Theo anh mình gớt đồ á. Anh heo ra đi rồi. Đây, 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 một anh. Chết một anh theo hơi buồn. Đây con anh nữa nè. À, anh luôn. Theo mình, theo mình. Chặt cây thôi. Ủa, thế chặt cây giúp mình không? Đây anh này. Ơi bấm lộn quánh thôi. Hmm.
mình đốt tối thì mấy con heo này nó sợ ánh bóng tối, cho nên là mình đốt lửa lên thì nó hết sợ liền. Buổi chiều rồi nó bắt đầu sợ, không phải buổi tối nữa. Buổi chiều là nó bắt đầu hoảng loạn rồi. Nó scare lắm, nó sợ hãi lắm. Mình châm lửa vô cái nó nhảy kìa. Đáng yêu không? Tối nó ngậm ngủ vậy nè. Cá gì sáng trưng vậy nè. Lâu lâu mình cho nó ăn nha, để nó nghĩ không thèm đi theo mình nữa. Dẫn nó về chặt cây khu nhà mình nhiều cây mình trồng. Nhảy rồi cho nó ăn, nó nhảy rồi đi. Con heo này đáng yêu lắm á. Con heo này đáng tương đối đáng yêu á. Không biết cách nào mà giữ nó hoài luôn. Về nhà mình chặt cây, khu nhà mình nhiều cây lắm. Nhà cây lá xum xê lắm. Gì vậy? Quay con bò nó hung dữ hả? À con bò này đang trong thời kỳ sinh sản cho nên nó nóng tánh lắm. Đi theo mình chặt cái khu vườn này cho tụi mình.
Được rồi, đi theo mình. Đi theo mình, đi theo mình, đi theo mình. Nè, mình cho ăn nè. Mình đây. Ủa, đang đói bụng hả? Vậy lấy đồ ăn cái đó đâu đâu lấy bụng nha, vậy lấy đồ ăn cái bạn ơi. Mình không biết công thức nấu á, cái này nấu theo công thức thì nó sẽ được nhiều ấy hơn. Múa đi nghe không? Cái này nấu theo công thức thì mình sẽ được vũ khí của mình hư rồi nè, chế cái mới nè. Cái đùi heo đợi trời sáng dẫn ba con này đi ấy. Đợi trời sáng dẫn nó đi mọc lại không ta? Cái gốc này nó có mọc lại không anh mọi người? Con game này thì nó thích hợp cho những người mà thích phiêu lưu, khám phá, thích trải nghiệm từ từ á. Đi thôi. Con này nó không thèm đi theo mình nữa rồi, hết thịt.
mình hết thịt cho nó không thèm đi theo mình nữa. Chuẩn bị tới mùa đông rồi. Chuẩn bị tới mùa đông rồi cho nên là nó thấy sự lợi hại của đàn heo chưa? Thank you.
Fine, good. Ok, chắc mình tạm dừng clip tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và subscribe để ủng hộ mình. Mình sẽ còn tiếp tục làm về cái tựa game này. Mình sẽ nghiên cứu thêm để mà cách đi khám phá thêm nha. Trong này còn có rất là nhiều loài thú để mình khám phá nữa. Và những có rất là nhiều quái vật nữa. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye, see you again.